ngày 10 tháng 11 là ngày rỗ tổ, là chính là cụ tổ ở Vinh Lộc Mai thế. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể con cháu mai con tộc trên các ngoại miền của đất nước Tân Mến, đúng như các bậc tiền nhân đã dạy, con chim có tổ như con người có công, cội nguồn đó là sự sống để mỗi chúng ta có thêm một sức mạnh, niềm tự hào, niềm tin để chúng ta vươn tới một tương lai tươi sáng của ngày mai. Ngày nay con cháu mai con tộc đã có mặt trên khắp ngoại miền của tổ quốc, học hành chương trình đồ đạt, nhiều đời, nhiều thế hệ làm quan, đó chính là nhờ phúc ứng của tổ tiên chúng ta. Con cháu mai con tộc chúng ta cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết hướng về cội nguồn của tổ tiên, điều đó là khẳng định rằng con cháu mai con tộc chúng ta đã đang thừa hưởng những tư tưởng, những di sản quý báu mà tổ tiên để lại. Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm trân trọng gìn giữ, đoàn kết củng cố xây dựng họ Mai mãi mãi trường tồn thịnh vượng, không chỉ hôm nay mà lưu truyền lại cho muôn đời con cháu chúng ta mai sau. Con cháu hương nghiệp tổ tiên khoa văn khoa và trục binh quyền, rõ ràng con cháu thảo hiền công hầu khế thế lưu truyền về sau. Nay nhắc lại một câu chuyện cũ, buổi chiều Lê Phủ Dữ Thủy Quân lên đường dạt dặc áp dân, thiên hà theo dõi trang phân thiên thuyền, lương thực cũng vận chuyển lên đấy, thuyền nặng nề nước chảy sông Khang, mãng vui một chén quan hà làm tôi thế như là đồng chung. Ôi thương giả hết lòng vì nước, sắc phan phong, quan tước vinh hoa, trích từ bản dịch ra phả gốc mai con tộc. Tính thưa văn quỷ, quý thủ toàn thể con cháu, mai con tộc, đồng người, ghi cho bác ánh nào. Sau hơn 2 năm đại dịch Covid hoành hành trên thế giới, nói chung và Việt Nam nói riêng, đại dịch quái ác là cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Vì vậy, công tác tổ chức cho ngày rỗ tổ của chúng ta trong phạm vi cho phép, trong điều kiện như vậy, nhưng con cháu cần tra vẫn thầm nguyện cộng hướng về cội nguồn của tổ tiên và mong sớm có được ngày hồi ngộ, và điều đó hôm nay đã thành sự thật. Con cháu mai con tộc gần xa chúng ta lại về rỗ tổ dưới mái nhà chung hồi ngộ, bắt tay tay bắt mặt mình để cùng nhau dâng nén tâm hương kính cẩn trước anh linh của thủy tổ, người đã có công đặt nền móng cho dòng họ mai con tộc, để có các thế hệ con cháu mai con tộc phương tây và lưu truyền lại cho muôn đời mai sau. Hôm nay trong ngày rỗ gặp mặt này, trọng thể này, chúng ta tìm hiểu về cội nguồn lịch sử của tổ tiên các bậc tiền nhân mai con tộc. Qua những thăng trầm biến cố của thời gian, mỗi chúng ta con cháu mai con tộc mới hiểu hết về thân thế sự nghiệp vĩ đại và những công lao to lớn của tổ tiên và các bậc tiền nhân mai con tộc đối với sự nghiệp bảo vệ gìn giữ mở mang bờ bãi đất nước từ những ngày xa xưa. Qua đó nhắc nhở mỗi chúng ta, các thế hệ hậu duệ dù là ai, làm gì, bất cứ cương vị nào cũng phải hiểu biết, trân trọng gìn giữ và có trách nhiệm đối với tổ tiên chúng ta, coi đây cũng như là một di sản vô giá, chúng ta mới có nền tảng cho sự phát triển và tương lai tươi sáng của ngày mai. Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn, cây có gốc mới nở cành xanh lá, người có nguồn mới bể cá xuống sông, người ta nguồn gốc từ đâu, có tổ tiên trước rồi sau mới lưng mình. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể con cháu mai con tộc thân mến, trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước giữ nước từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đời vua Hùng thứ 17 đến ngày 9 mùng 10 tháng 4 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội, họ Mai toàn quốc đã diễn ra đại hội đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là một sự kiện chính trị chưa từng có trong lịch sử của họ Mai Việt Nam chúng ta. Hội nghị đã tuyên ngôn vụ Mai Anh Thiêng là thần tổ của họ Mai Việt Nam. Đến từ đây con cháu họ Mai trên toàn quốc đều là anh em một nhà, và thần tổ là cụ Mai Anh Thiêng, hiện thời của cụ đã được tòa làm tháng năm đến ra sân Thanh Hóa và một vùng đất riêng lấy nhân Việt. Cuối cùng vì điều kiện thời gian không cho phép, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ và hội đồng tổng giáo mai con tộc, xin chân thành kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể con cháu mai con tộc có mặt hôm nay luôn mạnh khỏe, an lành, gia đình hạnh phúc, thành công trên mọi lĩnh vực công tác, với liền lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của ngày mai. Xin chúc cho gia tộc và mai chúng ta mãi mãi trường tồn vững mạnh, đoàn kết để xứng đáng với con cháu của thần tổ Mai Anh Thiêng trải qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chúc cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng và cảm ơn. Kính thưa hội nghị, xin thay mặt cho ban tổ chức tôi xin được coi như là thông báo về cái việc xây dựng rộng bộ tổ. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể con cháu mai con tộc gần xa trên khắp mọi miền của đất nước, nhưng chúng ta đã biết mộ tổ là phần mộ quan trọng nhất trong khu lăng mộ của gia tộc.
thể hiện vị trí và sự uy nghiêm của người đứng đầu trong dòng họ và là người có công đặt nền móng cho sự phát triển và tồn tại của dòng họ. Do đó, xây dựng tôn đạo một tổ là việc làm cần thiết, ảnh hưởng đến toàn bộ dòng họ. Đây là công trình tâm linh mang tầm cả thế kỷ, là nơi để con cháu gần xa tưởng nhớ đến người đã khuất, trải qua những thăng trầm biến cố của lịch sử và thời gian. Mộ tổ Mai Văn Đọc chúng ta cũng đã rất là long trọng và rất là đầy đủ. Tôi về đây tôi dự nhưng mà rất là vui thấy con cháu của cụ thủy tổ từ các vùng như Phú Thọ, như Thái Bình, như Nam Định, như các vùng của chúng ta, Vĩnh Lộc ở tất cả các vùng miền đã có mặt đầy đủ đông đủ ở đây, thể hiện một cái tinh thần đoàn kết, thể hiện một cái tinh thần uống nước nhớ nguồn và về tinh thần tâm linh với tổ tiên. Và đó là cái biểu hiện mà đúng theo ý kiến nguyện vọng của họ Mai Việt Nam đang xây dựng và tinh thần đoàn kết trí tuệ và phát triển. Với tinh thần là được về dự ngày hôm nay, trước hết anh em chúng tôi thay mặt cho hội đồng họ Mai của tỉnh Thanh Hóa, thay mặt cho hội đồng họ Mai huyện Nga Sơn, trước hết là có nén hương dâng hương lên thần tổ, dâng hương lên thủy tổ họ Mai Văn Tộc, cũng như là hội đồng của các cụ thủy tổ của họ Mai Văn Tộc, có bông hoa tươi thắm để dâng lên tổ tiên, dâng lên trong thủy tổ trong buổi lễ ngày hôm nay, trong buổi lễ dâng hương tôi sẽ thay mặt để dâng hương cho các cụ. Vấn đề thứ hai là xin thay mặt cho hội đồng họ Mai tỉnh Thanh Hóa cũng như họ Mai huyện Nga Sơn xin cúng chúc các ông các bà các cụ các bác của họ Mai Văn Tộc luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đoàn kết phát triển, xây dựng họ Mai Văn Tộc chúng ta ngày một trí tuệ, ngày một đoàn kết, ngày một phát triển thịnh vượng và bền vững. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các bác. Kính thưa câu các bà các bác, ngày 9 mùng 10 tháng 4 năm 2022, họ Mai Việt Nam của chúng ta tổ chức đại hội rất là long trọng, và cũng xin thông báo tóm tắt một vài nét như thế này thôi. Thứ nhất là chúng ta họ Mai chúng ta có quy mô rất là lớn, tuy nhiên không phải là lớn nhất nhì nước, nhưng mà đến đây tập hợp của chúng ta thì họ Mai chúng ta được là một trong những cái họ mà có quy mô hệ thống toàn quốc và đã được đại hội thành công lần thứ nhất, thành công rất là tốt đẹp. Trong đại hội thì kết quả to lớn nhất, thứ nhất là chúng ta đã xác lập được cái thủy tổ của họ Mai, thân tổ họ Mai Việt Nam chúng ta lấy cụ Mai Ân Diêm như trong truyền thuyết và trong thực tế của Nga Sơn, thì các bác anh chị đã biết đấy, lấy vị thần tổ Mai Ân Diêm là thần tổ của họ Mai Việt Nam chúng ta. Và xin báo cáo với các bác anh là xác định đâu là thủy tổ, đâu là thần tổ, để mà xác định được thủy tổ của chúng ta, đây là một quá trình nghiên cứu hội thảo rất nhiều các nhà khoa học, rất nhiều tư liệu lịch sử và cũng phải nói là rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, nhưng mà đại hội chúng ta cũng đã nghị quyết bỏ phiếu kín xác định và ghi nhận là ông thần tổ của họ Mai chúng ta là cụ Mai Ân Diêm. Đấy là một cái thành công rất lớn và chúng ta xác định được cái người ông tổ của chúng ta sinh thành chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta và tạo điều kiện cho chúng ta lớn mạnh ngày hôm nay, đó là xác định là ông thần tổ Mai Ân Diêm. Và từ đây chúng ta có một thần tổ là niềm tin, là tâm linh để chúng ta làm sao cho cầu mong cho được cụ phù hộ cho chúng ta ngày làm ăn được phát triển. Vấn đề thứ hai là xác định được là họ Mai Việt Nam chúng ta là xây dựng được một cái hệ thống họ Mai toàn quốc, và chúng ta cảm thấy là bây giờ họ Mai chúng ta thì trong một họ có rất nhiều các họ khác nhau, các chi khác nhau, nhưng mà bây giờ chúng ta thống nhất là họ Mai chúng ta có một hệ thống toàn quốc. Ở toàn quốc thì có hội đồng họ Mai Việt Nam tập hợp tất cả các tỉnh miền Bắc, miền Nam, rồi là các vùng đều có họ Mai, ở đâu có con em họ Mai thì chúng ta tập hợp và chúng ta xây dựng những hệ thống tổ chức. Ở tỉnh thì có hội đồng họ Mai của tỉnh, và ở huyện thì có hội đồng họ Mai của huyện, và ở xã sẽ có hội đồng họ Mai của xã, và ở xã đó là có các chi dòng họ của họ Mai
có các dòng hội đồng họ Mai của các chồng họ. Thì hiện nay chúng ta tổng hợp họ Mai của các chồng họ chúng ta hiện nay khoảng 40-50 họ Mai rồi họ nhà đấy. Các cái quý vị họ thì ở đây là cái hệ thống họ Mai chúng ta được thống nhất toàn quốc và trên cơ sở đó xây dựng một cái tình hữu nghị anh em. Chúng ta xác định rằng là bây giờ chúng ta đi đâu cứ thấy chữ nào là chữ họ Mai chúng ta, đó là anh em của nhà, đó là cụ tổ, đó là con cháu của cụ tổ Mai Anh Diệp. Đó là một cái xác định cái giá trị của đại hội và cái giá trị của xây dựng hệ thống họ Mai chúng ta. Thì báo cáo với các bác anh như thế. Vấn đề thứ ba là trong đại hội cũng đã xây dựng được cái bầu ra được một cái hội đồng họ Mai Việt Nam toàn quốc. Mà hội đồng họ Mai toàn quốc thì do ông chủ tịch hội đồng họ Mai toàn quốc cho ông Mai Văn Linh là nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên là bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên là phó ban thường trực ban tuyên giáo trung ương làm chủ tịch hội đồng họ Mai toàn quốc. Ngoài ra thì có 50 thành viên và có các thành viên đầy đủ, các thượng tướng, trung tướng rồi là các cấp các ngành đều tham gia rất là tự trọng và rất là đầy đủ đại diện cho các thành phần cho họ Mai chúng ta. Vấn đề thứ tư đó là cũng xây dựng được cái phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ rất là cụ thể, có cái nghị quyết cụ thể để xây dựng cái phương hướng hoạt động của họ Mai toàn quốc và để xây dựng cái sở đó để cho các dòng họ Mai xây dựng cái tinh thần hoạt động của mình. Và cũng xin báo cáo tóm tắt là như vậy thôi. Và cũng nhân dịp thời cho điều kiện thời gian có hạn, nhân dịp về dự ngày dỗ của cụ Thủy Tổ của họ Mai quan trọng, cuối cùng là xin chúc cho họ Mai quan trọng chúng ta luôn luôn đoàn kết, mạnh khỏe, trí tuệ và xây dựng họ Mai quan trọng chúng ta ngày một hồn vinh và thịnh vượng. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các bác các anh chị. Vâng, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn cái tình cảm của ông Mai Văn Luyến, ủy viên hội đồng họ Mai Việt Nam, trưởng ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa về dự và có bài phát biểu rất tình cảm với chị họ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc ông cùng các đồng chí, các ông bà trong ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Mai Anh Ba, đại diện cho chi họ Mai tỉnh Nam Định lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Cô phải chân mình dài trên tàu. Các quý con cháu của dòng họ Mai quan trọng các nơi về đây ngày kỷ độ, kính thưa đồng chí các vân là chủ là thành viên trong ban chấp hành hội đồng tộc biểu họ Mai tổ của chúng ta, chủ ban họ Mai của Thanh Hóa là cái nơi mà sẽ ở cuối nguồn của các dòng họ Mai của chúng tôi. Xin lỗi, có lẽ đại bộ phận đây bà con biết tôi là Mai Ba rồi, thì tôi cũng hay nói và cũng hay nhiệt tình hay về những tổ và cũng làm những cái việc mà được sự của anh chị của các vị ở ngoài Nam Định chúng tôi. Khi chúng tôi đến động viên thì các vị đều nhiệt tình. Hôm nay đặc biệt nhất đoàn chúng tôi đến được 15 người thì nhiều đoàn là nhiều nhất là gia đình cụ cố Mai Văn Bảo. Cụ là những người rất nhiệt tình trong vấn đề này. Hôm nay con cháu trở về đây đến dự chúng ta thì chúng tôi là ngoài ra có một số thành viên là con rể của dòng họ Mai thì cũng hôm nay cũng về dự, không biết nói gì hơn. Cho phép đoàn đoàn chúng tôi chúc tất cả các quý vị hôm nay, đặc biệt là đại biểu của hội đồng tộc biểu họ Mai toàn quốc và phụ trách khối họ biểu hội đồng tộc biểu Mai Văn Hóa và ban trị sự của đoàn của Mai Văn Tộc Văn Hóa, một đời
chân thành chúc mừng các quý vị luôn luôn mạnh khỏe, lúc nào chúng ta cũng tâm đắc về cuối nguồn chúng ta, vì cuối nước chúng ta lúc nào cũng thể hiện cái nguồn. Tại vì tôi là đoàn kết, hòa nhã và độ lượng của thông đảng, thì cũng để với cái vận hộp chúng ta ngày này phát triển được, cũng chuẩn bị sang năm mới. Thì cho phép tôi thay đại diện cho đoàn Nam Định. Đoàn Nam Định chúng tôi vào đây đại bộ phận là đều nó U70 có lẽ cả lên rồi. Cho nên là đây đáng lẽ ông Tộ là trung đoàn, ông bảo thôi bây giờ là đáng lên gần 80 rồi, cho nên không nên được. Thì cho phép tôi là thay đại diện cho tất cả các thành viên ở đoàn Nam Định, mà chủ yếu là Hải Hậu là chính. Cho nên hôm nay chúc các vị mạnh khỏe, đoàn kết, luôn luôn xây dựng cuối cùng chúng ta sánh vai với tất cả các dòng họ toàn quốc. Đặc biệt chúng ta họ mà chúng ta chỉ có một hộ mới nhất, nhất là bây giờ chúng ta có là thủy tổ đại tiên toàn ba anh tiên. Cho phép tôi xin chúc người mạnh khỏe và cái vụ lễ tổ hôm nay mọi sự tốt này. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Quay anh đi. Vâng, xin cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Mai Anh Ba. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các ông bà con cháu đồng bào Hoàng Mai, đây dự hôm nay rất vinh dự được có một thành viên rất quan trọng cũng là khắc họ để dự với chúng ta hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Hữu Thế, thiếu tướng nguyên cục trưởng chính trị quân khu 2, là con rể của họ Mai tại Quang Húc, Tam Nông, Phú Thọ cùng về dự hôm nay. Xin trân trọng và kính mời ông lên phát biểu cảm tưởng cùng với dòng họ chúng tôi. Xin trân trọng với ông. Xin mời ông. Kính cáo thủy tổ Mai Quang Tộc, kính cáo các vị tiên linh Mai Quang Tộc, kính thưa ông Mai Bá Luyến, thành viên hội đồng của dòng tộc họ Mai Việt Nam, trưởng ban liên lạc và hội đồng họ Mai của tỉnh Thanh Hóa. Tôi là họ Hoàng, làm rể họ Mai nhà chúng ta ở đây. Cái điều mà vui mừng và phấn khởi, cây có gốc, sông thì có nguồn, trong sông đổ về một biển sâu, tìm về được nơi thủy tổ của chúng ta, đó là một niềm xúc động, đó là một cái điều như tổ tiên ta mách bảo ta tìm về đến cây xưa gốc cũ, nơi sinh ra dòng tộc của Việt Nam, nơi sinh ra các dòng họ của Việt Nam, rất là đáng quý, rất là trân trọng. Thế mà Mai Quang Tộc của chúng ta, thủy tổ và các vị tiên linh của chúng ta bao đời đã làm nên một lịch sử hết sức vẻ vang, rất đáng trân trọng và rất đáng tự hào cho con cháu chúng ta hôm nay có mặt ở đây. Đó là một chỗ dựa, một điểm tựa tinh thần, và nó là một đạo lý để cho tất cả chúng ta, không phải là chỉ con em của Mai tộc mà con em của Việt Nam cùng với các cái dòng tộc khác, chúng ta lấy đó để học tập, lấy đó để chúng ta vươn lên, để chúng ta đóng góp xây dựng gia đình, dòng tộc, quê hương, đất nước của chúng ta ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với thủy tổ Mai An Kiêm mà chúng ta thấy nơi cù lao bãi biển như thế, lao động và sản xuất như thế, mang lại một cái
cái bây giờ nếu mà chúng ta nói là có thể mở ra một cái hướng để một phát triển về kinh tế như thế, đó là những cái điều mà chúng ta học cái tinh thần, học cái trí óc sáng tạo, và những cái điều mà chúng ta hiện nay cũng chưa biết được. Cũng rất may mắn, chiều hôm qua chúng tôi ở Phú Thọ cũng xa nên là đến trước một chút thì cũng tìm hiểu. Tôi cũng vào đây là 3 lần rồi. Thế và tối hôm qua thì có một đồng đội của tôi cũng họ Phạm, thì mình cũng đến tìm hiểu thấy cái lịch sử của họ Phạm cũng oai hùng, cũng có các cái văn tự để ngàn năm để lại ở đây. Đó là những cái cực kỳ quý báu mà không phải ai cũng có được, không phải dòng họ nào cũng có được, mà không phải ở đâu cũng có được. Chúng ta đã giữ được cái những cái đó, tôi cho rằng không có gì sánh được, không có gì quý nổi, không có gì quý hơn được. Mà nó là một cái điểm tựa tinh thần mãi mãi cho chúng ta, rồi con cháu chúng ta sau này để chúng ta phát triển. Và đến đây thì tôi cũng chiêm ngưỡng được không những cái lịch sử hào hùng và cái niềm tự hào của Mai Quan Tộc chúng ta, mà còn chiêm ngưỡng được những các cái công sức anh em dòng họ hiện nay chúng ta đóng góp để chúng ta xây dựng từ khu mộ tổ đến khu từ đường của chúng ta. Mỗi người góp công, góp của, góp sức, góp trí tuệ để chúng ta làm nên như thế này, tôi cho rằng rất là quý và tuyệt vời. Không những là công ơn của cha ông thì thôi, trời biển không bao giờ chúng ta báo đáp được, nhưng đây cũng là một cái phần để chúng ta báo đáp lại cái công ơn của tổ tiên chúng ta. Thì đó là những cái tôi cho rằng nó sẽ sống mãi với thời gian và nó là vĩnh cửu. Chứ tiền bạc rồi mọi thứ danh vọng nó cũng chỉ thoáng qua thôi, như phù du thôi. Thế đấy là một cái điểm mà tôi thấy rất là đáng quý. Và một điều còn đáng quý nữa là hôm nay có mặt ở đây, tuy rằng không đông, không hàng nghìn người, nhưng mà con cháu như ở các cái dòng suối từ Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình và các nơi chúng ta về đây, đổ về ở đây, thì đấy là cái đáng quý. Mặc dù không đi được đông đủ, nhưng mà tất cả các chi ở các vùng chúng ta về đây, đó là cái niềm chân quý của chúng ta đối với tổ tiên, và cũng gây chúng ta sẽ gắn bó đoàn kết để chúng ta hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đó là những điều rất quý. Có lẽ nói nữa thì nó cũng vẫn vậy, thì mà chúng ta cuối cùng lại cũng chỉ là biết ơn, trân trọng tổ tiên, các vị tiên linh của dòng Mai Quan Tộc chúng ta, cũng như các họ khác của Việt Nam, trong một cái bọc chăm chứng cùng một cái mái nhà của Việt Nam, để chúng ta xây dựng một nước Việt Nam độc lập và ngày càng vững mạnh và phát triển. Cuối cùng xin kính chúc ông Mai Bá Tô Lớn, các ông thay mặt cho ban liên lạc của Mai Quan Tộc Thanh Hóa rồi huyện Nga Sơn, các ông, các bà, anh chị em chúng ta đại diện cho tất cả các chi của Mai Quan Tộc chúng ta về đến dự buổi hôm nay, kính chúc Mai Quan Tộc chúng ta ngày càng vững mạnh và phát triển. Kính chúc các gia đình, mọi nhà đều bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và phát đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng cái tình cảm của ông Hoàng Hữu Thế đã có bài phát biểu về với dòng tộc của Mai Quan Tộc. Và xin cảm ơn và kính chúc ông luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Thưa các quý vị đại biểu, để tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng và kính mời giới thiệu ông Mai Hữu Tùng, đại diện cho họ Mai tại Ninh Hải, Nghi Sơn, Thanh Hóa lên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng, kính mời ông.
Xin chào các vị đại biểu, xin chào tất cả anh em dòng họ Mai Quang Tộc, con cháu nói đến mọi miền tổ quốc, con lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Đọc sơ qua thôi nhé, về dòng họ Nhánh Sơn, chi nhánh. Còn ai? Không có đoàn đó đi. Kính thưa ban lãnh đạo dòng họ Mai Quang Tộc. Thằng đi. Kính thưa tất cả bạn bè, kính thưa các vị khách quý, kính thưa tất cả anh em con cháu châu rể đời ngoại dòng họ Mai dân tộc trên mọi miền tổ quốc. Tôi Mai Hữu Tùng là hậu duệ tôn đời thứ 14 của cụ thủy tổ họ Mai từ Vũ Trống, Huy Trống, làm được tộc đại diện cho chi nhánh tính gia nay gọi là Nghi Sơn theo gia tả để lại. Cụ Trống là đời thứ 7, cụ vợ đằng giữa là Quang Trung Thôn, phường Mỹ Hải, thị xã Nghi Sơn vào cuối thế kỷ thứ 18. Thời kỳ kinh tế phân cách nên gọi là thạch giản là quê hương thân chú.